Ok luôn em nha. Thì trong đoạn clip em sẽ review và test Everest 125cc FB nha. Đầu tiên thì về nhãn mác vẫn còn mới nha, nhưng mặc dù xe này đã xài được 6 năm rồi. Về cặp phanh thì vẫn ok. Nhưng mà xe này chưa trang bị hệ thống ABS, vẫn còn khá nguy hiểm. Thì về cái động cơ của xe thì xe này là 125cc phun xăng điện tử. Thì về cái đồng hồ này thì xe này không có số, xe này ga. Thì tay bên này là pha cốp, còi, xi nhan. Đây là đi stop, nghĩa là mình sẽ tiết kiệm được thời gian ga tì hơn cho anh em, nổ máy hơn. Còn idle là mình sẽ nổ máy lâu hơn chút. Còn này là một công tắc đèn đời. Rồi. Ok, mình sẽ test thử, trải nghiệm thử Outlet 125cc như thế nào. Tăng tốc nhẹ. Rồi. Rồi. Ok nha, test thử cho anh em. Và cái cảm giác tăng tốc của xe này thì mình thấy là khá là ngọt. Lâu rồi không chạy xe tay ga, mình ga lên nó cảm giác là ngọt hơn xe số với xe côn tay rất là nhiều. Ok. Rất là êm. Thì với cái dung tích 125cc này thì cho khả năng tăng tốc khá là ổn. Khi chạy ở tốc độ trung bình hoặc là thấp. Còn xe này mình chưa chạy tốc độ cao bao giờ nên là mình chưa biết được xe này chạy ở tốc độ cao. Mình đã chạy ở tốc độ cao ở xe số và xe côn tay rồi, mình biết. Mà xe này nếu mà mình nghĩ nha, chạy xe này tốc độ cao thì nó cái máy của nó sẽ gì, nó sẽ gồ. Cái âm thanh khá là lớn. Ok, mình sẽ kết thúc cái clip tại đây nha. Anh em hãy cho mình like, một share, một đăng ký.